Nhạc sĩ An Thuyên có tên trong danh sách các danh nhân được chọn đặt tên đường nhờ những cống hiến của ông trong lĩnh vực âm nhạc, văn hóa nghệ thuật. Đây là thông tin trong tờ trình số 4339 TTR UBND trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét thông qua việc đặt tên đường tại thành phố Vinh đợt 7 tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024. Theo tờ trình, dự kiến sẽ có 40 tuyến đường được đặt tên, trong đó có 29 đường mang tên danh nhân và 11 đường mang tên địa danh sự kiện lịch sử. Nhạc sĩ An Thuyên sinh ngày 15 tháng 8 năm 1949 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông nguyên là hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ủy viên ban chấp hành, trưởng ban kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 5. Ông được coi là một trong số các nhạc sĩ đã khai thác, vận dụng và phát triển vốn âm nhạc của dân ca nghệ tĩnh một cách tài tình cùng với các tên tuổi khác như Nguyễn Văn Tý, Trần Hòa, Nguyễn Tài Tuệ, Doãn Nhỏ, Nguyễn Trọng Tạo. Nhạc sĩ An Thuyên nổi tiếng với những ca khúc Ca Dao Em Và Tôi, Đêm Nghe Hát Đò Đưa Nhớ Bác, Hành Quân Lên Tây Bắc, Thơ Tình Của Núi, Chín Bậc Tình Yêu, Huế Thường, Hà Nội Tình Yêu Tôi, Biển Và Em. Nhạc sĩ An Thuyên từng đạt nhiều giải thưởng như giải thưởng của Bộ Quốc phòng cho ca khúc Hành Quân Lên Tây Bắc vào năm 1984, Thơ Tình Của Núi vào năm 1994. Giải nhất của Bộ Văn hóa Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho ca khúc Khi Xe Tăng Qua Miền Quan Họ năm 1985, Mẹ Việt Nam Anh Hùng năm 1995, giải nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho Chín Bậc Tình Yêu vào năm 1992. Đến năm 2007, ông được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Ông rời cõi tạm vào ngày 3 tháng 7 năm 2015 do nhồi máu cơ tim, để lại niềm thương tiếc vô cùng cho các gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và học trò. Nằm ngay gần đầu thị trấn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, dọc đường quốc lộ 48C, có một quán cà phê trong hang đá khiến nhiều người thích thú, ấn tượng khi có dịp được trải nghiệm. Lấy ý tưởng từ hang đá tự nhiên dưới chân một gò núi, chủ nhân đã tạo nên một quán cà phê hết sức độc lạ. Vòng quanh một phần chân núi đá, quán cà phê được dựng nền dựa vào núi và bao gồm phần hàng dài gần 30m với chiều cao khoảng gần 2m, rộng hơn 2m. Quán cà phê này đã có tuổi đời cả chục năm, lâu nay trở thành điểm đến khá thú vị với nhiều người. Đặc biệt vào mùa hè, khi thời tiết nắng nóng, cà phê hàng đá sẽ là lựa chọn phù hợp, bởi trong hàng đá cộng thêm cây cối tốt tươi bao trùm khiến không khí tại đây rất mát mẻ. Một lần được thưởng thức cà phê trong hàng núi đá sẽ để lại ấn tượng với nhiều người. Chủ quán cà phê hàng đá, ông Lê Bình cho biết, không chỉ là quán cà phê hàng đá được lựa chọn như một sự tò mò, thích thú về không gian, sự trải nghiệm và trở thành một trong những địa điểm thú vị, điểm dừng chân lý tưởng khi đến với Quỳ Hợp. Chiều ngày 13 tháng 6, Liên đoàn bóng đá châu Á tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U17 châu Á 2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia. U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng 9 đội tuyển khác, trong đó có đại kình địch U17 Indonesia. Tại giải đấu này, U17 Việt Nam sẽ có lợi thế là chủ nhà bên cạnh 9 quốc gia được chọn đăng cai bảng đấu, bao gồm Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Kuwait, Jordan, Lào, Qatar, Campuchia và Singapore. Vòng loại U17 châu Á 2025 được tổ chức từ ngày 19 tới ngày 27 tháng 10 năm 2024. 10 đội nhất bảng và 5 đội xếp thứ hai có thành tích xuất sắc nhất sẽ đoạt vé tham dự vòng chung kết diễn ra một năm sau đó. Vòng chung kết U17 châu Á 2025 sẽ được bốc thăm chia bảng vào ngày 23 tháng 1 năm 2025. Vòng chung kết của giải được tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tháng 4 năm 2025. 9 đội bóng có thành tích tốt nhất ở vòng loại U17 châu Á 2025 sẽ đại diện châu lục tham dự vòng chung kết U17 World Cup 2025.